Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu là thông tin bể bơi thành phố Hưng Yên mở cửa phục vụ người dân dịp hè. Vừa qua, bể bơi thành phố Hưng Yên đã mở cửa để phục vụ người dân trong dịp hè. Bể bơi có diện tích gần 900m2, được phân chia thành nhiều độ nông sâu khác nhau, từ 0,7m đến 1,6m để phù hợp với nhiều lứa tuổi. Bên cạnh phục vụ nhu cầu bơi lội của người dân, bể bơi đã mở 4 lớp học bơi dành cho trẻ em trong độ tuổi từ 7 đến 14 tuổi. Mỗi lớp thu hút từ 30 tới 40 học viên. Đồng thời, bể bơi cũng thực hiện việc thau rửa nước thường xuyên để đảm bảo nguồn nước đạt tiêu chuẩn và phân các làn bơi phục vụ cho các giải bơi của thành phố cũng như của tỉnh. Nhằm thúc đẩy thể thao quần chúng tại địa phương, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang đều đặn tổ chức các giải thể thao phong trào dành cho các lứa tuổi. Mới đây nhất, xã đã tổ chức giải bóng đá xã Mễ Sở mở rộng năm 2020 với sự góp mặt của 6 đội bóng trong và ngoài xã. Giải đấu có 5 vòng đấu diễn ra vào thứ Bảy hàng tuần trên sân bóng xã Mễ Sở. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để tìm ra đội vô địch. Đây là sân chơi thể thao bổ ích dành cho đoàn viên thanh niên, tạo cơ hội cho những người yêu thích và thường xuyên tập luyện bóng đá, thi đấu giao lưu, cọ sát, thắt chặt tình đoàn kết, đồng thời khích lệ phong trào tập luyện bóng đá tại địa phương. Suốt 5 năm nay, đã thành thông lệ, cứ vào dịp hè, đoàn thanh niên xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ lại mở các lớp bơi miễn phí dành cho trẻ em trong độ tuổi từ 7 đến 12 tuổi. Lớp học được khai giảng từ cuối tháng 6 và kết thúc vào ngày 10 tháng 7. Với 2 lớp và gần 100 em tham gia. Tại lớp học, các em sẽ được các thầy cô giáo là giáo viên thể chất của trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám dạy về cách khởi động trước khi bơi để tránh chuột rút, các kỹ năng bơi lội cơ bản. Việc làm này không chỉ giúp phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng mà còn tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em dịp hè, giúp các em có thêm kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước. Câu lạc bộ cầu lông Ngọc Đồng thuộc xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, hình thành từ năm 2007, ban đầu có 20 thành viên. Câu lạc bộ thường xuyên sinh hoạt tại nhà văn hóa thôn Ngọc Đồng, xã Ngọc Thanh. Sau nhiều năm hoạt động, số thành viên câu lạc bộ ngày càng tăng, cơ sở vật chất cũ không còn đáp ứng được, nên đến năm 2019, các thành viên trong câu lạc bộ đã tự nguyện đóng góp xây dựng nhà luyện tập với kinh phí gần 200 triệu đồng. Nhà luyện tập được trang bị đầy đủ đèn chiếu sáng, lưới chắn bóng, thảm chống trơn trượt, vân vân. Ngoài ra, câu lạc bộ còn trang bị một số máy tập thể dục để các thành viên khởi động hoặc tranh thủ tập trong lúc đợi các thành viên khác chơi cầu lông. Từ nhà luyện tập cầu lông thôn Ngọc Đồng đã có nhiều tay vợt đạt thành tích cao trong các giải cầu lông của huyện, của tỉnh tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này nhiều đội tuyển thể thao thành tích cao tỉnh Hưng Yên đang tích cực tập luyện tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho các giải trong nước diễn ra trong thời gian tới. Mặc dù thời tiết nắng nóng, song 20 vận động viên của đội tuyển Pencastilat Hưng Yên vẫn miệt mài tập luyện. Đội tuyển vừa thi đấu thành công tại giải vô địch các câu lạc bộ Pencastilat toàn quốc với thành tích 3 huy chương vàng và 5 huy chương bạc. Ngay sau khi trở về trung tâm, toàn đội đã bước vào tập luyện chuẩn bị cho giải vô địch trẻ toàn quốc vào cuối tháng 7 tới với tinh thần hứng khởi. Năm nay thì em sẽ cố gắng giành thành tích tốt nhất để được tuyển chọn lên đội tuyển quốc gia để tham dự SEA Games tới Việt Nam. Trong tháng 7 và tháng 8 tới, có nhiều đội tuyển thể thao thành tích cao tỉnh Hưng Yên tham dự các giải trong nước như đội tuyển boxing tham dự giải vô địch quốc gia tại Hà Nội, đội tuyển karate tham dự giải vô địch trẻ toàn quốc tại tỉnh Gia Lai, đội tuyển taekwondo dự giải vô địch trẻ các nhóm tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển bóng chuyền nữ thi đấu tại giải trẻ toàn quốc tại tỉnh Vĩnh Phúc, đội tuyển bóng đá nhi đồng tham dự vòng loại giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tại thành phố Đà Nẵng. Các đội tuyển đều thể hiện quyết tâm cao. Tinh thần cả đội em rất là cố gắng và thoải mái. Bọn em cố gắng đứng top 5 toàn quốc. Hiện nay thì bộ môn karate đang tích cực tập các cái bài tập chiến thuật chuyên môn để chuẩn bị đi thi đấu. Vận động viên thì các em đã tập luyện được 3 năm rồi nên là tâm lý của các em là ổn định, không có vấn đề gì. Các em đang rất quyết tâm để đạt kết quả tốt nhất. Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh đang tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất tập luyện và chế độ dinh dưỡng để giúp các vận động viên có phong độ tốt nhất trước khi bước vào thi đấu. Các đội tuyển tập trung trong mùa giải tháng 7 rất là đông, nhưng lãnh đạo trung tâm và các huấn luyện viên và các phòng chuyên môn của trung tâm tạo mọi điều kiện để cho các vận động viên để giành thành tích cao nhất để trong năm 2020 hoàn thành các nhiệm vụ của tỉnh và Sở Văn hóa Thể thao đề ra.
Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.